mồi đâu, ngồi nãy mới mua đâu. Dành tôm nhau qua cái cục đó đúng nhớ chưa, nhớ chưa, nói nãy anh nói gì chưa? Đúng rồi, xa xa ra chứ, xa xa ra chứ, con đi sát dữ lắm, mới ra nghề.
gửi Việt Nam, gửi Việt Nam. bắt cá vô quá trường quá trời nè. Ô, báo đợt này là nhiều nhất nè. đúng rồi chắc vậy á. Thì đó anh nói bỏ nước mắm vô đó. Tiền nào của nấy à. Ủa vậy hả? Tiền nào của nấy á. Hồi nãy mới bỏ mồi mình vô nữa hả? Cúi mẹ luôn chứ. Chút về cửa. Ở Mỹ khổ chưa? Ở Mỹ sướng lắm mà. Đi chạy tôm kiếm ăn nè. Mà có nữa kìa. Hôm nay khỏi đi làm được rồi. Hôm nay đi qua ngành chợ tôm đi bán. Hay. Bà đóng phao. 100 phao được 300 đô rồi. Đi làm chưa cực khổ rồi. 100 phao rồi. Khổ chưa? Ở Mỹ trời tôm đem bán, đem tiền về nuôi vợ bên Việt Nam. Không có lý hả? Ba thằng homeboy không có nào biết là chặt tôm gì chứ. Lần đầu tiên đi ra đây coi được chạy tôm mà. Anh tao busy á. Anh tao busy bữa nay luôn á. Nước nó chảy dữ à. Nhưng mà nước nó cao á là tôm nhiều hả? Nước lớn chừng nào tôm nhiều chừng đó tôm nó vô. Ok. Nước thấp là có tôm. Rất có tôm. Trời đất trời. Ôi cũng nhiều quá chứ, cũng nhiều quá nha. Đó, anh thấy nó chạy lên đây nè, thấy không? À. Ủa, nó chạy lên nó trên đây nè, thấy không? Ôi, ôi. Ô, cái này chạy nhiều à. Nhiều, có ít xỉn hơn mình nhiều quá vậy. Ô, quá trời nha. Ủa càng bự càng ngon, càng bự càng càng ừ, cái tròn tròn nó bự đó. Còn của ông kia là chài mấy? 9 feet. 9 feet hả? Của ông ta là 8 feet hả? Thì đó bà đẹp á, hay ra đây nè. Đó kìa. Ồ.
chạy nữa. Ê, yeah. Nó đâm, nhiều quá chứ bộ. Còn mấy con mà. Anh nói đâu tại vì mà tôi ăn thịt tao tao mất tay đứt. Mẹ anh ra anh tưởng tôi ai chứ. Ủa anh tên gì em quên rồi. Anh Hoàng. Hả? Anh Hoàng. Hoàng hả? Mà anh có chung đi đi chạy có khi nào gặp anh Hoài bị hư mắt không? Hoàng. Hoàng. Hoài bị hư con mắt, cái đuôi con mắt á. Anh ở website là vẫn còn cái cơ quan website là về bên đây ở. Ở coi như con gái anh với là má anh đồ ở bên website chứ mà anh ở website. À, đúng rồi, xưa anh ở website mà hả? Ờ, bây giờ anh ở website. Ờ, xưa giờ mà. Ừ. Rồi giờ, sao lại còn Gabi chơi không? 10 năm nay rồi anh đâu có chơi đâu. Ừ. Không anh chơi đó là coi như của ông Châu á, ông Châu Miên á. Không biết ông Châu Miên không? Biết. Ông Châu Miên với ông Sơn á. Biết. Là anh đánh chung cho ổng á. Còn anh đâu có biết nó gửi đi đâu. Rồi năm nay anh đâu có chơi. Bán cái tiệm mười mấy năm rồi. Bán cái tiệm đó là hồi bán cái tiệm đó 2010. Nên là 13 năm rồi. Đâu ghé đó đâu. Tôm chứ cá gì? Vậy nhiều quá đó. Ờ đồ, tưởng có cá bây giờ tôi nhiều nó cả nó dậy. Ồ nào đồ mà dính thì con cá chấm đuôi không? Mơ đi, mơ đi. Có hả? Ủa vậy anh chài cũng dính anh? Đi ra đi chơi cũng vui chứ. Cái mùa này ra ngồi uống bia thắng dốc mà chơi. Trà về trà vũ đi uống dốc chơi. Ừ. Bữa hổm qua nó để lò nướng đâu. Ở đây nè, ở đây nè. Thank you.
con cá này nhỏ nhỏ tầm nửa tháng chín á, còn nào cái món thì cái không. Ồ vậy hả? Trong tháng 9 hay là giữa tháng 9? Giữa tháng 9. Ờ. Giữa tháng 9 cho tao hết tháng 10. Wow. Là bữa nước là canh bữa đó mình đi chơi được. Trời chút nó để coi như là cái gì, để cái chữ gì đây anh quên rồi, tiêu bình gì đó, anh vô mỏ nó coi như anh ấy xin mua coi như là xin mưu, mỗi nó xin mưu là nó lại nó chỉ là cho em là một cái bịch 25 phong, nó để coi như 15 đồng 99 cent đó. Anh nói là giữa tháng 9 đó nha, kẹt luôn á. Tháng 9 tháng 10 rồi con, cửa đây không, con đỏ, đỏ, con đỏ ngon hơn. Biết chỗ đó không? Không biết được bí vờ đó không? Anh biết cái địa chỉ đó không? Nhớ cái tên đi chứ mà biết chỗ cho mình quên cái tên mất rồi. Cái tên tiệm đó là gì? Nó để chữ VILA. Tại vô Google á, sách ra. Valley. Vô Google sách ra. Thử mà quên nữa Tài. Kiếm tôm để kiếm cục cá.
Đêm buổi tối của đào thao này ở Riverside để trải cơm từ lúc mặt trời còn chưa bây giờ trời lặn luôn. Cũng có hết. Wow. Man. Quá trời luôn. Anh thấy chưa? Còn khúc nữa là đầy đủ rồi. Chạy cái này 12 rồi 10 phút. Chín phút. 12 phút là có nè. Là nhiều rồi. Bự luôn rồi nè. Anh Hoàng, cái này anh về ăn hay bán? Không có, anh đem cho bà già. Cho bà già.
Nay cũng luôn nặng dữ à. Ừ. Ồ mà nặng nặng á. Đó. Chà cái nào nó quá trời tôm luôn rồi. Em xuống cái góc kia em quay phát ra coi như là còn đẹp. Ừ. Đó, gần gần đây rồi. Gỡ của mình bao nhiêu rồi? 5-6 kg. Ở chợ còn cục ngon của mình nữa. Hãy xuống luôn.